Nói đến sự quay video, tin vui. Hôm nay chúng con lại tiếp tục học hỏi về vấn đề quay video khi đang hộ niệm. Xin Huynh Minh Hoàng chia sẻ câu hỏi 39B với đại chúng ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho phép con hỏi đại chúng rằng câu 30, câu B nói người quay video không được dùng đèn pha chiếu vào thân xác hoặc lấn tới trước người hộ niệm để quay, là đúng hay sai ạ? Dạ, cho con xin đọc lại. Người quay video không được dùng đèn pha chiếu vào thân xác lấn tới trước người bệnh, người hộ niệm để quay, vậy là đúng hay sai ạ? Nếu câu này Được. đúng thì xin đại chúng hãy mạnh dạn giơ hai tay lên, và nếu sai thì hãy chéo tay trước ngược ạ. Dạ. A Di Đà Phật, con thấy cũng có vị giơ hai tay lên và cũng có vị chéo hai tay lại. Và câu này hình như chắc chắn là đúng ạ. Hồi nãy con có quan sát thì thấy video quay tin vui hôm nay không dùng đèn pha chiếu vào thân xác và cũng không lấn tới trước người hộ niệm để quay. Cho dù có vài đoạn người hộ niệm thăm thân thì đôi lúc cũng có đứng giữa máy quay và thân xác ạ. Video tuy đơn giản, không thuộc dạng chuyên gia, nhưng quan trọng là đúng như lý như pháp ạ. À, giờ đây con xin cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho chúng con hiểu cho thấu vì sao câu này là đúng ạ. À, vì sao người quay video không được dùng đèn pha chiếu vào thân xác, tác hại của sự dùng đèn pha là gì, và vì sao người quay video cũng không nên lấn tới trước người hộ niệm để quay cho đoạn video có thể được hoàn chỉnh hơn ạ. À, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn Nguyệt Kim Cảnh. Nguyệt Kim Cảnh hướng dẫn chương trình vui quá. Cho đạo của thầy. Quay video được cho phép nhưng mà lại cấm không cho lấn lên. Người ta đang hộ niệm mình lấn lên đứng trước mặt người ta vô duyên. Đúng không? Rồi nhất là chiếu đèn pha, làm chi cái đèn bu trung bình quay một chút là được rồi, cớ chi phải dùng những cái mà quá ư là chuyên nghiệp chiếu lên không có trang nghiêm. Chư vị thấy không, khi một người mà ra đi rồi mình phải kính cẩn tối đa, tôn trọng cái thân xác. Nếu mà họ vẫn sanh rồi thì đó là nhục thân của Bồ Tát rồi đó chư vị, không phải đơn giản đâu. Chính vì thế câu này đúng, quay phim thì được cho phép nhưng không được chiếu đèn pha vào để làm cái phim của mình đặc biệt, rồi cũng lấn lên. Giống như trước đây giờ ông có một cái lần mà bị hú, tức là lỡ đà, có một vị kia đề nghị là cho ngài quay cái phim để ngài là làm cái tài liệu cho sau này. Mình tưởng là chắc ngài lấy cái iPhone này quay, không ngờ ngài hẹn mình ngày đó, ngài mời cả một cái ban quay phim chuyên nghiệp, họ tối họ chọn dựng một cái dàn giống như là trường quay Hollywood vậy, tức là có một người ngồi lên rồi chạy vòng 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 vòng, có cái máy nó đưa lên vòng vòng vòng, quay lên quay xuống. Giờ ông nói chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi, chết rồi. Rồi các ban đạo diễn tới thoa son đánh phấn vào dầm, cứ đang nói một chút dừng lại cho thoa chỗ này, trên chỗ này nó bị ướt thế đó. Dư âm khai thị xong là người ta cái cốc, xin anh nói lại chỗ này cho tôi quay lại, tại chỗ này hay quá, liệu ông quên hết trơn còn gì đâu. Cho nên sao còn dư âm mới nói là thầy ơi, thầy đưa cái phim này lên đó, thầy phải nói đây là cái cuộc dàn dựng chứ không phải là cuộc hộ niệm thực sự, tại vì hộ niệm không phải như vậy đâu. Người ta đạo diễn tất cả mọi người quay bên trái thì quay bên trái hết, rồi khi người ta lắc qua thì quay bên phải hết, rồi chắp tay hết, hoàn toàn không phải là cuộc hộ niệm, mà lỡ đà không biết làm sao. Chính vì thế xin thưa với chư vị, quay phim không được dàn dựng thành một cái hệ thống mà chạy ào ào quần lên quần xuống như vậy, không đúng. Chúng ta không cần quay phim đó. Mà chúng ta có thấy quay phim có lợi không chư vị? Có. Nhờ quay phim mà mình thấy rõ ràng hiện tượng người ra đi thân tướng tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp. Mình thấy cái hiện tượng con người
hộ niệm làm đúng pháp, tự nhiên mình khởi tâm muốn vãng sanh. Chứ vậy muốn vãng sanh không? Muốn thì giơ tay lên đây. Có nhiều người nghe vãng sanh thích quá, cho nên khi bệnh chung thì không thèm uống thuốc. Không thèm uống thuốc thì bị ai la thì mày biết không? Phật la. Phật không cho phép mình tự tử. Tại vì mình muốn, không phải mình muốn một cái là ngày mai mình đi, ngày mốt mình đi. Mà thọ mạng của người phàm phu này có định kỳ. Nếu cứ 70 năm nữa mình mới đi, bây giờ có bệnh gì bệnh cũng phải quằn quại trên giường 70 năm đấy nha chứ vậy. Như vậy thì phải uống thuốc, uống thang đầy đủ, không thể nào xoáy được. Ngược lại, lại có một cái trường hợp mà cực đoan khác, là cực đoan không muốn vãng sanh. Vì bệnh trạng của mình đã nặng rồi mà không chịu mời ban hộ niệm đến giúp đỡ, còn cứ bám víu theo từng chút trụ sinh, bám víu theo từng cái chuyện mà xạ trị hóa trị gì đó, cũng như còn nước còn tắc. Mình có biết đâu ngày mai mình đã đi rồi mà còn bám víu theo viên thuốc, trong khi bác sĩ đã chịu thua rồi, bệnh mình đã nặng rồi mà không chịu mời ban hộ niệm. Đây là một cái cực đoan khác. Cái cực đoan này có nghĩa là mình trì trục nghĩ rằng là mình chưa ra đi. Niệm Phật thì cầu vãng sanh mà nghĩ rằng mình ít ra còn trong 50 năm nữa chứ. Đây chính là cái tâm trạng của những người chưa quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái người mà quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không uống thuốc cũng bị la. Cực đoan qua thì ai chấp nhận được, đâu có để định được cái mạng sống của mình. Còn khi bệnh hoạn xuống mà đã tới giai đoạn là kiệt cùng rồi, đã tới giai đoạn cuối rồi mà còn bám víu theo từng viên thuốc, đây là cái tâm trạng chưa phải là quyết chí vãng sanh. Tất cả đều ở cái tâm trạng của mình. Hai cái trạng thái này xin chư vị phải bỏ đây. Khi một căn bệnh đến là Phật báo cho mình biết, à sinh lão bệnh thì tử không biết đến lúc nào. Mau mau học hỏi hộ niệm đi, lên đường Zoom này đủ hay không? Không đủ. Tại vì Zoom này có thần lực nào mà biết được những cái khó khăn của chư vị? Chỉ nói chung chung mà thôi. Chính những người hộ niệm đến sát bên mình, họ mới chỉ điểm cho mình từng điểm để mình sửa sai. Chỉ cho mình từng điểm cho mình làm đúng. Người ta ủng hộ tinh thần mình để cho mình biết chừng đâu ngày mai mình đã tắt hơi rồi, mình phải chuẩn bị trước để được vãng sanh. Chính vì thế xin thưa với chư vị, hai cái cực đoan này nên bỏ. Nhắc cho đâu thì phải uống thuốc, phải trị bệnh. Ví dụ như COVID đâu phải là cái bệnh nguy hiểm mà là cái bệnh hay lây thì mình phải đeo mask đúng không, phải cách ly và phải trị bệnh cho đàng hoàng để dễ vàng hết bệnh. Rồi những bệnh ví dụ như hiểm nghèo, ung thư chẳng hạn, đã thời gian chót rồi mà còn kèo kè bớt một thêm hai, chưa dám mời ban hộ niệm. Ở đây các bác sĩ Vi nè, cái dám hứa là người nào ung thư là tới ngày trị một cái là được không? Dễ gì phải không? Mong chư vị phải nhớ cái tinh thần của mình phải vững vàng. Khi đã bệnh tới giai đoạn cuối rồi thì biết lòng là nhất định không còn cách nào nữa, quyết lòng phải về nhà ngày điểm niệm Phật cầu sanh Tây Phương để người ta quay cái phim lưu lại cho đại chúng, chứng tỏ rằng tôi bệnh ung thư, nhờ cái bệnh ung thư này mà tôi đi vãng sanh sớm, tôi thành Phật sớm, hoan hỷ vô cùng. Chư vị có thấy vui không? A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã hoan hỷ tỉ mỉ giảng giải từng ly từng tí về phương pháp hồi niệm để cho chúng con hiểu cho thấu ạ.
Dạ, về tại vì chỉ có hiểu cho thấu thì chúng con mới có cơ hội thực hành cho đúng phương pháp hộ niệm. Ban hộ niệm chúng con chỉ giữ vỏn vẹn có một phần trong cùng một cuộc hộ niệm mà thôi. Cho nên nếu chúng con học chúng con học cho kỹ, không học không hiểu cho thấu để hành cho đúng thì rất khó mà tìm ra những đoạn video tin vui vãng sanh để chia sẻ lại với đại chúng hàng tuần như đoạn thăm thân viên mãn của Hương Linh Nguyễn Minh Tiến hôm nay ạ. Dạ, Nam